đâu. Cứ tự nhiên nhé. Ủa Phương chưa ăn hả? Ăn mới quay về sao vậy mà? Rồi đó, dạ. Thế mà ai mà khiêm tốn không ăn mấy cái gì mà lên tàu mà ngồi như bà mà muốn ăn cũng không ăn được. Cho nên cứ mày ăn đi, sống là mày ạ. À đúng rồi. Không đúng không? Thế chỉ đón ngồi rồi là muốn ăn lại. Tung lên ơi, tung lên. Cầm tung lên. Tung. Bác sẽ kỳ cuối rồi. Nhưng mà bác biết là đây là cây nhãn đúng rồi. Bên kia là cây... Ở bên trong là cây nhãn. Nhãn râu. 2, 3. Vô, vô. 2, 3. 2, 3. Vô luôn. 2, 3. Vô luôn. Hả? Đó. Cái này giống như nhà đòn quá vậy. Cái này sao đinh, sao đinh giống nhà đòn quá vậy. Anh uống tự nhiên.
Ăn uống tự nhiên, ăn uống tự nhiên. À, trên thuê mặt bằng. Không thấy muỗng cho con nha. Thấy lửa hay muỗng? Thấy muỗng đi.